phóng viên hy sinh khi cứu hộ Rào Trăng 3, tấm thiệp sinh nhật lặng lẽ. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều ngày 15 tháng 10, lực lượng cứu hộ vụ sạt thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể 13 cán bộ gặp nạn. Ngoài ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền và 11 cán bộ quân đội, thi thể anh Phạm Văn Hướng, phóng viên cổng thông tin điện tử Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng được xe cứu thương đưa về nhà tang lễ của Bệnh viện Quân y 268 để làm lễ truy điệu. Mọi người đã từng âm thầm nguyện cầu phép màu sẽ đến với anh Hướng và 12 cán bộ trong đoàn khi tham gia cứu hộ Rào Trăng 3. Sáng sớm cùng ngày, khi hàng trăm cán bộ cứu hộ đang khoan đá, xúc đất, căng mình tìm kiếm thi thể các anh ngoài hiện trường, thì nhiều anh em phóng viên, đồng nghiệp của anh Hướng nhận được thông tin ngày sinh nhật của anh qua mạng xã hội. Trên cổng thông tin điện tử Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi anh Hướng công tác, đồng nghiệp trong cơ quan đã đăng lên một tấm thiệp chúc mừng. Nó giản đơn nhưng trang trọng, dẫu biết rằng hy vọng anh cùng đoàn cán bộ gặp nạn trở về an toàn là rất mong manh. Ngày 12 tháng 10, anh Phạm Văn Hướng, theo đoàn của Sở Chỉ huy Tiền phương Quân khu 4 đi thị sát, cứu trợ lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Gần trưa, khi nhận được thông tin thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở, nghi vấn 17 công nhân đang làm việc tại đây bị đất đá vùi lấp, anh cùng đoàn cán bộ có mặt họp khẩn tại trụ sở huyện ủy Phong Điền trước khi di chuyển vào hiện trường nỗ lực cứu hộ các công nhân gặp nạn. Sau nhiều giờ trèo đèo, vượt lũ, đến khuya ngày 12 tháng 10, khi đoàn cứu hộ cách hiện trường vụ thủy điện Rào Trăng khoảng 16 km thì gặp mưa lớn. Nước lũ tràn về buộc đoàn phải vào nghỉ tạm tại trạm bảo vệ rừng 67. Khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10, lũ cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về, ngọn núi cao hơn 100 mét gần nơi các anh trú ngụ đổ ập, phủ trùm hai gian nhà của trạm bảo vệ rừng 67. Trong phút chốc, mọi thứ đổ sập, san phẳng, vùi lấp anh Hướng và 12 người trong đoàn cứu hộ. Một đồng nghiệp của anh Hướng tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ, do nhiều lý do, anh Hướng phải sống cảnh gà trống nuôi con. Trong đó, con gái đầu của anh đang học đại học, cháu thứ hai đang học lớp 12. Khi hay tin ba gặp nạn, các cháu như ngã gục, đồng nghiệp của anh Hướng chia sẻ. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thị Hoài Trâm sáng nay cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hướng, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ thành lập quỹ để trước mắt hỗ trợ hai đứa con anh Hướng hoàn thành học tập. Những tin tức mới nhất về vụ sập thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được Vietnamnet liên tục cập nhật.